không có từ, nhưng chỉ cần đặt nick ra thôi là sẽ có ngay 1 2 3 4, có ngay. Rất không dài. Đấy, rất là hay. Tôi có hai cái tua vít. Tôi sẽ làm nhiễm từ cho hai cái tua vít này bằng cách rất đơn giản. Đây là những con ốc. Không bắt một tí này. Đây là một cục nam châm ở trong cái noa. Đấy, ở trong cái noa. Đây là người ta để chính giữa. Tôi để lệch về một bên. Để chính giữa. Bây giờ tôi sẽ làm nhiễm từ tôi vít này. Đặt tay vào đây. Vừa làm vừa xoay. Bây giờ lại phá từ đi. Tôi phá từ đi thì đẩy lệch nó về bên thế này, đặt nó vào đây, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cứ để tay như thế này. Đấy, không hút nữa. Ta lại làm nhiễm từ cho lại. Chỉ có từ đây lật sang đây thôi. Đấy, giữ tay vào đây. Nếu nó vào cái ngõng này, hút rất là mạnh. Hút rất mạnh. Thế nhưng mà nó cũng không có từ. Kéo ở đây, hút rất là mạnh. Đấy, hút rất mạnh. Không có từ, nhưng chỉ cần đặt nick ra thôi là sẽ có ngay 1 2 3 4, có ngay. Rất không dài. Đấy, rất là hay. Đặt vào đây, vừa đặt vào vừa xoay. Tiếp theo sẽ làm thêm cái tua vít như thế này. Đấy, nó không ăn tí nào. Tôi cũng đặt vào đây. Lực hút ở đây thì rất nhẹ, nhưng lực hút ở chỗ này thì rất là mạnh. Đấy, mạnh như này nhưng lại không được.
không được. Nhưng chỉ đặt ra đây thôi, những chỗ này thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. 6, 7, 8, 9, 10. Đặt vào rồi xoay một cái. Đặt vào xoay một góc. Đặt vào xoay một góc. Rất là đơn giản. Ta có 3 cục nam châm. 1, 2 và 3.